Hiện tại Kevin đang livestream trên Nona Live. Nếu mà bạn nào muốn xem mình livestream thì các bạn đừng quên ấn vào đường link ở trên màn hình. Và khi mà các bạn vào livestream của mình thì các bạn đừng quên gọi là ấn vào nút theo dõi. Đây, đó các bạn ấn vào nút theo dõi đây. Và làm như thế nào để theo dõi thì mình sẽ phải đăng nhập. Và thường mình sẽ đăng nhập bằng Facebook. Mình hãy bấm vào đây. Đó, nó sẽ liên kết qua Facebook của mình. Đó, và sau đó mình có thể ấn vào nút theo dõi. Mỗi nút theo dõi của các bạn sẽ là một động lực rất là lớn cho mình. Vì thế các bạn hãy ấn vào nút theo dõi để xem mình livestream trên Nona Live mỗi ngày nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video nào. Let's go. Cuối cùng thì bây giờ chúng ta đã bắt được con nhỏ Kimmy-chan này rồi tụi bay à. Tao đã sử dụng hết những năng lượng và những cái thứ gì mà tao có được trong công nghệ của tao. Tao đã biến nó biến hình hóa thành tượng đá rồi. Bây giờ ta chỉ cần đem nó tới viện bảo tàng. À không, thật ra không phải đem tới viện bảo tàng. Chúng ta trước hết chúng ta sẽ đem tới chỗ của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ bán đấu giá cho những cái viện bảo tàng. Thế là chúng ta sẽ được tiền rồi. Rồi, anh em chuẩn bị đồ đạc đi. Chuẩn bị có mánh ngon rồi. Coi chừng là thằng chồng nó ra nó bây giờ đó. Nhầm. Ok, và chào mừng các bạn cùng quay trở lại đến với channel của mình. Mình được Karen đây, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một video Minecraft nữa. Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, một nút share và một nút subscribe. Và ngoài ra thì các bạn đừng quên ấn vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình nha. Và hiện tại mình đang livestream trên Nonoline. Các bạn nào muốn xem mình livestream trên Nonoline thì các bạn hãy nhập ngay UID ở trên màn hình để có thể xem mình livestream vào mỗi buổi tối nha. Yeah, và ngày hôm nay thì như chúng ta các bạn đã thấy là mình lại tiếp tục ngủ một mình ở trong căn nhà của mình và Simmy. Thiệt tình luôn các bạn ơi, cái căn nhà gì đâu người ta nói bây giờ càng ngày nó càng hiu quạnh vậy đó mấy má, thiệt tình luôn á. Trời ơi, đồ ăn, đồ ăn này là mình không biết để từ hồi nào ta. Ồ, hình như hôm qua mình chưa có thấy hay sao á. Ủa, sao nhà mình lại mở cửa thế này, kỳ vậy. Để mình coi coi. Ủa, nhà còn mới dán hai miếng spotter bao gì spotter mới luôn nè. Thôi cái này là Star Wars chắc luôn, còn cái này mình cũng không có biết nữa. Cái này như kiểu là tu nờ mua đó các bạn. Ok, và bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ đi ra đường và sau đó chúng ta sẽ gửi lên tập thể dục tâm tâm tâm. Ủa, đằng kia đang có chuyện gì vậy ta? Hả, sao cái tượng đá ở đằng kia giống với Simmy quá vậy? Và ngày hôm nay nhà của mình mở cửa nữa. Có khi nào đó là Simmy không? Simmy ơi, Simmy ơi. Có ba thằng nào nữa đây? Hả? Ba thằng này là ba thằng nào? Còn mấy cái máy này nữa. Ê, mình biết cái máy này rồi. Mấy cái máy này là cái máy gọi là máy đóng băng nè. Không lẽ những cái đứa này nó định bắt Simmy và sau đó cho Simmy biến thành băng, biến thành tượng đá như thế này sao? Mấy người kia. Hả? Mặt Simmy đang khóc sao? À, vậy là chắc chắn rồi. Vậy là tao chắc chắn là bọn My đã bắt cóc Simmy của ta và sau đó là biến thành tượng đá đúng không? Hả? Nói nghe chưa? Cái gì? Mày nói gì? Đây là người yêu của mày sao? Thật nực cười. Đúng vậy đó, đây chính là người yêu của tao rồi sao hả? Bây giờ tao sẽ đếm đến ba, mày ngon mà chạy đi thằng nhóc. Một, hai, nhưng mà đây là người yêu của tao mà. Tụi mày thay mau thả ra đi lên. Cái thằng này, mày ngon lắm. Được, nếu như vậy thì anh em lên đánh nó. Không. Cái thằng này ngu đi đó. Mày ngon mà mày dám đánh với ba tụi tao sao? Đúng rồi đó, đây chính là cô nhỏ người yêu của mày. Nhưng mà rất tiếc là tụi tao đã bắt nó đi rồi. Mày không để đâu mà có thể tìm lại nó được đâu, cái thằng kia.
Tụi tao sẽ đem con người yêu của mày, tụi tao sẽ bán ra nước ngoài và sau đó sẽ để nó ở viện bảo tàng để tụi tao đem bán lấy tiền về đó. Thôi được rồi anh em à, chắc là bây giờ chúng ta phải đi về thôi, để còn làm việc nữa. Mày cứ nằm ở đây nha, bye bye. Cơ lộ chết tiệt này, mình đã nằm ở đây bao lâu rồi trời. Bây giờ làm sao để mình có thể đi tìm được tung tích của bọn nó bây giờ trời. Không có một ai có thể giúp đỡ mình trong cái ngôi làng này hết á. Làm sao mình có thể đi kiếm được tung tích của bọn nó để giải cứu Simi đây. Simi à. Được rồi, mình sẽ cố gắng tìm được tung tích của Simi mà. Bây giờ mình nghĩ là mình phải đi chuẩn bị đồ này nọ các kiểu, sau đó mình sẽ đi giải cứu Simi thôi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ thay đồ thôi nào. Ok các bạn ơi, và mình đã đổi thành một cái thực ra mình cũng không có gì đâu, mình đã mặc thêm một cái bộ đồ này, là đây chính là bộ đồ mà gọi là đó, các bạn nhìn đẹp không, bộ đồ này là chuyên cho những cái người cảnh sát, người ta mặc để người ta đi gọi là truy lùng hung thủ, rồi đi truy lùng rồi những cái tên cướp đồ này nọ đó các bạn ơi. Đó, mình vừa mới được gọi là tặng cái bộ đồ này, cho nên đó là mình sẽ quyết định là sẽ mặc bộ đồ này để giải cứu đi giải cứu Simi các bạn ơi. Ok, và một điều nữa là mình, nếu mà các bạn hồi đó giờ các bạn không biết ấy, là trong thế giới Minecraft của mình có một căn phòng thí nghiệm. Thật ra không phải là phòng thí nghiệm, mà căn phòng này đó chính là căn phòng chứa vũ khí của mình. Đó, các bạn thấy không? Nhìn không ra luôn đúng không? Hồi đó giờ là nó trong đây này, nhưng mà hồi đó giờ mình nghĩ là chắc chắn là rất là ít ai để ý luôn. Ngày hôm nay mình để mở căn phòng này vô, tiết lộ cho các bạn biết được. Đây, chính là căn phòng thí nghiệm cũng như là căn phòng chứa vũ khí của mình nè. Đó, các bạn thấy không? Sách vỏ đồ trên đây rất là nhiều luôn, và đặc biệt là ở đây có rất là nhiều thứ để mình thí nghiệm luôn nè. Đó, các bạn thấy không, rất là nhiều thứ luôn nè. Và một điều nữa, mình cần phải đem vũ khí để có thể chiến đấu lại bọn nó. Đây chính là cái gọi là cái chỗ để mình gọi điện cho những người mà mình gọi là cần thiết khi mà mình có chuyện. Ok đó, bây giờ mình sẽ gọi là lấy súng ra cho các bạn coi nha. Shotgun nè. Ở đây thì trong ví dụ lần này mình sẽ đem thêm một cây MA5D và một cây gọi là cây súng nhắm này, cây này là cây súng nhắm và một cây shotgun các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không, rất là chuyên nghiệp luôn. Ok, bây giờ mình sẽ mở cửa ra nha, mình đóng lại, mình sẽ ra ngoài mình giết thử một cái con vậy đó cho các bạn coi nè. Nè, mình sẽ thử tiếng shotgun cho các bạn nghe nè. Đó, ui lớn quá, ui trời ơi lớn quá. Bây giờ mình sẽ gọi là cầm cái súng. Ôi quầy, đó đây toàn là người không mà các bạn ơi. Mình đi ra ngoài mình săn mới được, mình phải đi ra ngoài mình săn. Đó, đi ra ngoài săn thú đồ. Ô đây. Phía trước mà các bạn là có một con heo này nha. Đây mình sẽ nhắm nè. Ô trời, không dính. Đó, chết liền luôn. Ok, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đi giải cứu Simi thôi. Let's go. Cuối cùng đi trong rừng hồi nãy giờ mình cũng đã kiếm được một ngôi nhà rồi. Ngôi nhà này hình như là được canh bởi những cái tên gì đó. Trời ơi, nhìn quá dị quá. Nhưng mà bây giờ làm sao để mình có thể lên trển đây. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ sử dụng sniper để hạ một số tên từ đây mới được. Bọn chúng không nhìn thấy mình. Ok, và đây chính là quả sniper của chúng ta. Đây, đó, đây chính là một số ổ súng. Và đây là thức ăn của chúng ta. Đó, mình sẽ gài đạn lại. Đấy, quả shotgun của mình cũng sẽ được gài đạn lại. Nguy hiểm quá các bạn ơi, không biết bây giờ sao đây nữa. Bây giờ mình sẽ gọi là nhắm từ trên này xuống nha. Ok, một tên đó. Ủa, không trúng. Hai tên, trời, khó bắn quá. Ba tên rồi nè. Ok, mình đã bắn được ba tên rồi. Trời, hả? Bình tĩnh. Trời, khó nhắm như vậy luôn hả? Ok, mình phải bình tĩnh lại các bạn ơi. Ok, mình sẽ hạ những tên từ đây chứ ạ. Đó. Ok, hạ từ đây thì nó sẽ dễ hạ hơn nè. Ok. Trời, không nhầm nhòi luôn. Có một tên trên cây nè. Rồi, nếu mà từ đây mình đã bắn không được thì bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đi xuống dưới và mình hạ bọn chú luôn. Ok, mình nghĩ là mình sẽ ăn một quả táo vàng vô, sau đó mình sẽ đi xuống dưới và hạ bọn chúng luôn. Trả Simi lại cho ta, cái tên kia. Được lắm, tên này hay lắm.
Ok, ngon mình lại đây nè, cái ngư ngon mình lại đây. Lại đây. Ha ha, người dính bẫy, người dính bẫy của các người luôn á hả? Hay thiệt. Ok, sẽ test qua khẩu súng này nha. Wow, công nhận là khẩu những cái khẩu súng này nó rất là tuyệt vời luôn nè các bạn ơi. Wow, không ngờ là những khẩu súng này lại mạnh đến như vậy. Ủa ha. Mấy tên này. Ui trời ơi. Ui wow. Còn một tên ở đây. Yeah. Cuối cùng mình cũng đã hạ xong được rồi. Bây giờ mình nghĩ là mình phải vô nhà thôi. À, thấy có một tên ở trong nhà rồi nha. Đi thôi. Được rồi. Ôi trời ơi, hết đạn. Gà đạn. Bạn ơi. Mình tỉnh nào. Calm down guys. Được rồi. Giờ mình sẽ vô nhà mà. À, trong nhà này có vẻ nhiều nè. Nè. Ua. Hết rồi. Ôi trong đây nhiều người chết quá à. Ờ, đây. Hả? Đây là Simi sao? Simi ở trong đây rồi. Bây giờ làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Mình phải vô ngôi nhà này, mình kiếm thử coi là trong nhà này. Hả? À, ở mấy chỗ này không có cái gì hết á. Làm sao để mình có thể đi kiếm được cái chìa khóa để có thể mở được cái cửa này đây? Cái này ở đây là sao? Trời ơi, mình vừa mới xuống một cái hang sao các bạn ơi. Có một cái gương ở đây. Yes, chìa khóa ở đây rồi. Được rồi, mình đã kiếm được chìa khóa rồi các bạn ơi. Bây giờ chỉ việc mở cửa là chúng ta có thể giải thoát được cho Simmy rồi. Mình sẽ để trên đây. Yes, Simmy ơi. Cuối cùng mình cũng đã giải thoát được cho Simmy rồi. Bây giờ mình chỉ cần đem bức tượng này về và sau đó bây giờ mình chỉ cần đem tảng đá này về. Ra đây là hình như là tảng băng thì phải. Mình chỉ sẽ đem Simmy về, sau đó mình sẽ sử dụng sức nóng để làm cho Simmy tan chảy ra. Được rồi. Simmy